kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp. Cùng với các đại biểu trong cả nước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã tham gia thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, qua đó góp phần xây dựng hệ thống pháp luật và quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước. Ngay khi trở về từ kỳ họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương về những kết quả cùng các hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi này ạ. Thưa bà, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra thành công tốt đẹp và đã hoàn thành tất cả các chương trình mục tiêu đã đề ra. Vậy thì là một đại biểu tham dự tại kỳ họp này, bà đánh giá như thế nào về kết quả của kỳ họp ạ? Với tinh thần làm việc rất là đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao đối với cử tri thì Quốc hội đã thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, không những chỉ cho trong năm 2024 mà trong thời gian tới, đặc biệt là công tác lập pháp. Quốc hội đã hoàn thành cái việc mà ban hành nhiều cái luật và nghị quyết để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng như là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có sự đóng góp như thế nào cho cái thành công chung của kỳ họp ạ? Phải nói là qua cử tri đã theo dõi trực tiếp rồi theo qua báo đài thì thấy cái hình ảnh của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương là đóng góp rất là đa dạng, rất là phong phú, hầu như trên tất cả các lĩnh vực đều được góp ý. Và đồng thời đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng đã mạnh dạn rất là chất vấn, trao đổi những vấn đề mà tại địa phương, các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp, người dân còn khó khăn. Mỗi vị đại biểu đã thể hiện được cái trách nhiệm cao độ trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Nhiều cái ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao. Bên cạnh đó thì đồng chí Bí Thư, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và các đồng chí thành viên trong đoàn đại biểu đã tranh thủ cái thời gian của kỳ họp để làm việc, đăng ký làm việc với các bộ ngành trung ương đối với những cái nội dung mà tạo cái sự phát triển Bình Dương trong tương lai, như là vấn đề về hạ tầng, vấn đề về chuyển đổi số, vấn đề đầu tư chiến lược những cái dự án trọng điểm của Bình Dương trong tương lai, kết nối cái nguồn lực để làm sao vừa phát huy được cái sức mạnh nội lực của tỉnh nhưng mà cái sự hỗ trợ của các cái cơ quan trung ương, sự giúp sức của cộng đồng doanh nghiệp để cho Bình Dương có một cái phát triển mới, tạo một cái động lực mới trong cái chặng đường đi đến xây dựng thành phố thông minh hiện đại, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Thưa bà, kỳ họp lần này đã thông qua rất nhiều quyết sách quan trọng. Vậy thì xin bà cho biết là những quyết sách nào sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của cử tri cũng như là nhân dân tỉnh Bình Dương ạ? Phải khẳng định rằng là tất cả những cái luật, những cái nghị quyết, những cái quyết nghị quan trọng của Quốc hội đều tác động trực tiếp đến các cái tầng lớp nhân dân, mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. Đặc biệt là những cái dự án luật mà tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như là luật nhà ở sửa đổi, rồi luật kinh doanh bất động sản, hay là luật căn cước, hay là những cái nghị quyết mà trực tiếp tác động đến Bình Dương chúng ta, như là vừa rồi là Quốc hội ban hành cái nghị quyết về chính sách đặc thù trên lĩnh vực giao thông để tháo gỡ những cái điểm nghẽn, những cái khó khăn trong việc thực hiện các cái dự án công trình giao thông trọng điểm. Do đó thì Bình Dương mình cũng có một cái dự án mà đi qua Bình Dương đã được Quốc hội cho chủ trương, đó là dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương của chúng ta, hay là cái nghị quyết liên quan về việc đánh thuế tối thiểu toàn cầu đối với những cái tập đoàn mà theo cái tiêu chuẩn của OECD. Do đó thì từ năm 2024 thì Việt Nam chúng ta ban hành cái này để chúng ta giữ cái quyền thu thuế, đánh thuế. Nhưng mà Quốc hội cũng đã giao cho chính phủ là từ năm 2024 phải xây dựng một cái nghị định về quỹ hỗ trợ đầu tư mà thu từ cái nguồn thuế này và các cái nguồn hợp pháp khác để làm sao có những cái chính sách hỗ trợ lại cho các cái tập đoàn, các cái công ty chiến lược và các cái doanh nghiệp trong nước mà đối với những các lĩnh vực, các cái ngành nghề Việt Nam chúng ta khuyến khích. Thì như vậy là để tạo cái môi trường đầu tư hết sức là thông thoáng, hết sức là ổn định để bảo vệ cái quyền lợi của nhà đầu tư khi để người ta yên tâm khi đến Việt Nam của chúng ta làm việc. Đồng thời nữa đó là Quốc hội cũng ban hành cái việc mà tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế VAT. Đó, do đó là để tháo gỡ những cái khó khăn để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn. Hay là cái quyết định là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cái quy định mới về cái cải cách chính sách tiền lương theo cái nghị quyết của đảng.
Do đó mỗi người dân và phải nghiên cứu, rồi các tổ chức, các cá nhân phải nghiên cứu để chúng ta triển khai thực hiện cho nó hiệu quả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi này, cũng như là có những thông tin hết sức là thiết thực về kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua.